Tự nhiên à? Đó tự nhiên hay đó giả tạo vậy? Lắc đầu là sao? Cái ông gì tên á? Ông gì tên nhiều quá à? Ôi, chuyện này được, nói tấm tiền. chưa tốn tiền đi cái gì xăm môi mà là thấy tốn tiền đi bệnh viện rồi. Nó quay rồi mà. Thì gì? Cần gì phải ra vạch? Chị làm thế này. Đây mụn khăn mà nhắc nổi người lên luôn đó hả? Dạ. Yeah. Cái mụn của em ấy. Ừ. Có tâm sự với nó không mà sao mà nó cứ nghe đâu mà chửi nha. Chửi nó hả? Nó muốn đi luôn đó hả? Kiểu nó chị... làm nhà nó lâu quá. Đập không được hả? Lưu luyến ngôi nhà cũ. Gì nghiệp hè? Không nhạc mà hát theo. Cái gì? Tay không thấy. Ủa chứ giờ đặt kiểu gì để lấy? Thì cái khúc nó không thể thấy luôn á. Cho em quay thôi. Em phải theo chị chứ sao chị có thể theo em được? Em đó kêu là chị theo em đó mà. Ủa chứ lấy là phải lấy vậy chứ lấy sao vậy để cho mà quay được? Xoay mình xoay cái tay xíu. Không lấy được.
Ủa không đắp mặt nạ luôn hả? Chị An ơi! Đâu rồi trời? Chị sức thuốc cho bạn về luôn kìa.
Nhiều miếng nước nhờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bóp ít bông nè. Em cứ giữ cái đèn làm chi vậy Nghiệp? Dạ. Thật luôn á. Nhìn cắt bông là biết là ai cắt luôn á. Không được cái gì luôn á. Mình thì yên chị lấy mụn đâu Nghiệp. Đuổi xuống à? Làm phải có Nghiệp và giải trí chứ. Giải trí phải hay hay người ta mới giải trí. Nhưng mà em giải trí á. Em giải trí thì em hát nhẩm trong đầu thôi. Nó không sướng. Ủa bên kia mấy người? Ba người à? Cô ở đây luôn chị.
Muốn không được. Ủa Khang đủ 18 tuổi chứ Khang? Chưa hả? Đủ. Qua năm đi lính mà. Ủa, con năm đi lính hả? Khám chưa? Khám rồi. Đậu rồi hả? Đậu. Xu luôn. Được. Ok luôn. Nghe ok đó nha, chị ghi âm rồi nha. Chuyển khoản luôn. Được. Ok. Chị. Sờ tay nó là chị vậy? Đừng cắt lỗ tay em nha. Ủa này là cái lỗ hay là cái mụn?
cái lỗ khuyên ngày trước á. Nó bít rồi nè. Bít rồi đúng không? Không biết nữa. Đâu không biết. Mà đừng cắt lỗ tai nha. Có lỗ tai là luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu rồi. Đấy mà muốn chán luôn rồi đó. Em muốn khóc luôn thì chứ. Kiểu như đi xăm nha. Lúc đầu kiểu nôn muốn đi. Xong rồi đi xong cứ lúc mà lên rồi. Lúc bắt đi thực hành rồi là kiểu lúc thực hành cái nào kiểu hối hận vậy. Hối hận vậy. Giờ hối hận không? Hơi hơi giờ xong rồi chắc hết rồi. Giờ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu rồi đó. Rồi xong à? Rồi nè, nói một cái giọng thật là đàn ông coi nào. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người. Này, trời ơi, gì vậy?